Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 31 tháng 12 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tỉnh, Công ty Nhạc xanh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp Kiên Giang mình đẹp lắm kỳ tháng 12 năm 2023 với chủ đề Em chào xuân mới. Phát biểu tại chương trình văn nghệ tổng hợp Kiên Giang mình đẹp lắm với chủ đề Em chào xuân mới, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang Lê Văn Chuyển nhấn mạnh, đây là chương trình văn nghệ tổng hợp kết hợp với an sinh xã hội. Năm 2023 là một năm có nhiều thuận lợi, song cũng rất khó khăn. Nhưng với sự đồng hành chia sẻ, chương trình văn nghệ tổng hợp diễn ra tương đối thuận lợi. Đến thời điểm này, chương trình đạt được trên ba mặt. Thứ nhất là đã quy tụ được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến với chương trình. Thứ hai là đã có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến với chương trình, đồng hành cùng chương trình và hỗ trợ cho chương trình thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong đó, điểm nổi bật là Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã làm cầu nối kết nối hơn 15 tỷ đồng để ủng hộ cho chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Thứ ba là năm qua được sự đón nhận quan tâm, sự động viên của khán thính giả trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là khán thính giả ở Kiên Giang. Đây là một niềm vinh dự, là một sự động viên rất đáng trân trọng. Trong năm 2023, chương trình Kiên Giang mình đẹp lắm đã phối hợp với các ban ngành, lan tỏa đến các huyện An Minh, U Minh Thượng, Hòn Đất, Châu Thành, thực hiện công tác an sinh xã hội. Chương trình không chỉ dừng lại ở những hoạt động văn hóa văn nghệ mà còn tham gia tích cực vào các lễ hội, vào các ngày kỷ niệm của các ngành, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ. Điều đó chứng tỏ rằng đây không phải là một hoạt động giải trí mà còn tham gia rất tích cực vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2024, trên đường hướng đã được xác định chương trình văn nghệ Kiên Giang mình đẹp lắm. Đây là một chương trình văn nghệ tổng hợp, an sinh xã hội. Tuy nhiên, cùng với chương trình này, chúng tôi đang phát động cuộc thi Tiếng hát từ trái tim để mở rộng cho đông đảo bà con của tỉnh Kiên Giang chúng ta được tham gia chương trình. Qua đó mà chọn lọc những người có khả năng, có năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ để tham gia bổ sung vào nhân lực cho chương trình Kiên Giang mình đẹp lắm. Việc thứ hai, ngay trong chủ đề của hôm nay thì chúng ta đã thấy em chào xuân mới. Tức là đó là tình cảm, là trách nhiệm, là những điều mà chúng tôi mong muốn các cơ quan phối hợp cũng như Đài Phát thanh Truyền hình chúng tôi là mong muốn trong chương trình năm tới sẽ hướng mạnh về thiếu nhi, tuổi trẻ tỉnh nhà. Chương trình văn nghệ tổng hợp Kiên Giang mình đẹp lắm kỳ tháng 12 năm 2023 với chủ đề Em chào xuân mới có 12 tiết mục cổ nhạc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các em thiếu nhi nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Các tiết mục hát múa về mùa xuân tình yêu quê hương đất nước với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung cũng như trang phục, chương trình đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Tôi là khán giả của chương trình Kiên Giang mình đẹp lắm. Tôi thấy chương trình này rất là nhiều ý nghĩa, mang đến như là giúp đỡ được cho những người khó khăn. Và chương trình này là khi mà phát sóng ra thì được mọi người rất là ủng hộ. Hy vọng là chương trình của mình nó sẽ ngày càng tốt đẹp và ngày càng lớn mạnh hơn nữa để giúp đỡ được cho nhiều người đang khó khăn ngoài kia. Sau khi mà Đài Truyền hình Kiên Giang mình có chương trình Kiên Giang mình đẹp lắm thì bản thân tôi cũng thường xuyên rất là theo dõi cái chương trình của mình. Và tôi thấy là trong chương trình rất là bổ ích và có những cái giây phút rất là thư giãn khi mình xem chương trình. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có những cái chương trình về an sinh xã hội rất là nhân văn, giúp đỡ được rất là nhiều người. Chương trình văn nghệ tổng hợp Kiên Giang mình đẹp lắm kỳ tháng 12 năm 2023 với chủ đề Em chào xuân mới là chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đầu tư công phu, có chất lượng nghệ thuật cao, với ý nghĩa giúp cho người dân có cơ hội thưởng thức hoạt động nghệ thuật, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân vào thời điểm đầu năm mới dương lịch 2024.